Cô Ngọc Sen xin chào các bạn nhỏ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với truyện ngụ ngôn Con quạ thông minh. Một con quạ đang khát nước. Nó bay rất lâu để tìm nước nhưng chẳng thấy một giọt nước nào. Mệt quá, nó đậu xuống cành cây nghỉ. Nó nhìn quanh và bỗng thấy một cái bình nước ở dưới gốc cây. Khi tới gần, nó mới phát hiện ra rằng bình nước chứa rất ít nước và nó không thể chạm mỏ đến gần đáy mà uống được. Nó thử đủ mọi cách để thò mỏ được đến mặt nước, nhưng mọi cố gắng của nó đều thất bại. Nhìn chung quanh, quả thấy những viên sỏi nhỏ nằm lay lắc ở gần đấy. Lập tức, nó dùng mỏ gấp một viên sỏi thả vào bình. Cứ như vậy, nó gấp những viên sỏi khác và tiếp tục thả vào bình. Chẳng bao lâu, nước đã dâng lên đến miệng bình. Giờ thì nó có thể thò mỏ vào để uống. Quả rất sung sướng khi thấy công sức của mình đã có kết quả. Quả uống thỏa thích những giọt nước mát ngọt rồi bay lên cây nghỉ ngơi. Bài học rút ra là bằng trí thông minh và sự cố gắng nỗ lực, quả đã có thể uống nước, vượt qua những thử thách và khó khăn. Vì vậy, khi gặp khó khăn, chúng ta nhất định không được từ bỏ và khuất phục, mà hãy kiên trì và suy nghĩ để tìm cách vượt qua.